Khi chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc, chúng ta không có cái điểm để mà chúng ta nương tựa, chúng ta không có cái hướng nào để mà chúng ta giải thoát, bỗng dưng chúng ta niệm Phật, chúng ta nghe Pháp, chúng ta thực tập những cái pháp môn sám hối, tự mình giải tỏa được những cái nỗi u uất của mình, những cái niềm đau khổ của mình với một tinh thần phấn chấn, thì mình cũng chính là Bồ Tát cho mình, để chúng ta không có kẹt vào đó. Khổ triền miên là khổ không bao giờ chấm dứt. Thì thưa với lại quý vị, đó là suy nghĩ của những con người mà rơi vào trong cái thế tuyệt vọng. Thí dụ như bây giờ họ mắc nợ đi, họ vướng phải nợ nần, họ cũng không có lối thoát. Họ tìm cái nguồn này, họ đắp qua cái chỗ kia, rồi tìm cái nguồn khác, đắp lại cái chỗ nọ. Cuối cùng, nợ nó đẻ ra nợ, do tiền lời nó đẻ ra tiền lời. Và họ không có lối thoát. Thì hết sức là bình tĩnh để nhận ra được nguyên nhân mà người mà chúng ta bị lún vào trong cái chuyện nợ nần đó là gì. Phải bình tĩnh để nhận ra được cái điều đó và cố gắng nỗ lực khắc phục. Chúng ta tạm dừng lại tất cả những cái yếu tố mà đưa tới cái bức xúc của mình, không phải do một mình bản thân mình mà do người ngoài nữa. Bây giờ tâm lý của cái người mà chủ nợ đó thì họ muốn đòi nợ. Mà bây giờ cái con nợ của mình thiếu nợ quá nhiều chủ nợ, cho nên họ muốn là cái người tới trước nhất. Và cái tâm lý đó nó đã trở thành một cái áp lực, khiến cho con nợ phải hết sức là lo lắng, đau khổ và tìm cách đối phó. Đối phó không lại, tìm cách không có thoát được, thì họ phải tránh mặt đi, tránh đi cái sự mà truy bức của chủ nợ, nhưng mà nợ vẫn còn nguyên. Thì ai sẽ là Bồ Tát để giúp cho họ thoát khỏi cảnh này? Chỉ có người nào đứng ra để giúp họ giải dây thôi. Thì quý vị biết, cái người đó là cái người có thể làm cho họ thay đổi được hoàn cảnh, chấm dứt được khổ đau. Địa ngục là cái nơi hoàn toàn chỉ có khổ đau. Trong kinh định nghĩa chữ địa ngục là bất như ý xứ, tức là cái nơi mà không hài lòng. Thì cái nơi không hài lòng cũng có khi là cái nơi nóng quá, nơi lạnh quá, trong khi chúng ta không chịu nổi nóng, chúng ta không chịu nổi lạnh. Hoặc là cái nơi hôi quá, cái nơi cái hôi đó không phải là nó hôi đâu nha quý vị, tức là nó không phù hợp với cái mùi của mình. Nhiều khi người ta xịt nước hoa mà mình nghe thì mình lại ngợp thở, nhưng mà nước hoa thì đâu có hôi, nó thơm, nhưng mà thơm với cái người xịt thôi, cái người sử dụng thôi. Còn cái người khác nhiều khi họ bị dị ứng, họ chịu không được. Giống như mấy cái người ghiền dầu vậy đó, quý vị thấy không, họ sức dầu, trời, họ sức liên tục một chai dầu, họ sức có mấy ngày là hết à. Thầy thì bị dị ứng dầu, thầy nghe dầu là tự nhiên là thở không được, nhất là dầu nước xanh, nghe cái mùi đó là chịu không nổi. Thì rơi vào cái hoàn cảnh nó không có hài lòng, nó không có dự ý, cái đó là địa ngục, bất như ý xứ. Thí dụ như bây giờ mình vô đây mình ngồi nghe giảng, mình ngồi kế một cái người mà mồ hôi của họ hơi nặng, rồi mình làm sao? Cảnh đó là cảnh bất như ý đó, cảnh đó nó không hài lòng. Chúng ta cứ bực bội, chúng ta cứ khó chịu, thì tự mình sẽ bị rơi vào cái cảnh giới địa ngục. Cái đó mình xử lý được, nhưng mà rất là khó quý vị. Nhưng mà thầy để ý rồi, tại vì có những lúc thầy cũng chịu không nổi mấy cái mùi đó, nhưng mà thật sự lát khoảng 5 phút cái nó quen. Mình quen với cái mùi đó lúc nào không hay, tới khi mà thoát ra được rồi đó, mình mới thấy người nó nhẹ nhõm, quay trở lại trời ơi nó khổ còn hơn là cái gì nữa. Tại vì cái lần thứ hai đó, nó bị cái ý thức của mình, cái phân biệt của mình nó chồng lên thêm nữa, nó làm cho mình khổ nữa, phải tập ngồi quán tưởng nữa. Quý vị biết mấy lúc mà đi máy bay rồi này kia đó, mình đâu có chọn được cái người ngồi kế bên mình. Ngồi kế một cái người sạch sẽ,
thơm tho thì nhiều khi nó còn dễ chịu, ngồi két cái người cái mùi nó hơi nồng nồng một chút, mà nó ăn củ hành nhiều đó, trời ơi nó tỏ ra cái mùi rất là đặc biệt. Nó ăn cà ri nhiều đó, cái người nó cũng hăng hăng như cà ri. Rồi làm sao? Cũng phải ngồi niệm Phật. Chứ bây giờ đâu có dám khởi lên cái ý khó chịu. Mình khó chịu quá sợ sao mình mắc quả báo. Mắc quả báo rồi mình cũng hôi y vậy. Nhưng mà rất là khó khăn để quán chiếu nha quý vị. Tại vì nó cứ xông ướp liên tục cái mùi đó vô người mình. Nhưng mà thật ra đó, bắt đầu mình thấm đậm cái mùi đó, cái mình quen. Lát cái mình đi ra cái người của mình nó cũng có bán cái mùi cà ri. Nó cũng có. Đó là một cách để chúng ta quán chiếu và chúng ta hóa giải, để ngay trong cảnh giới đó nó không làm cho mình bị bức ngặt, bị đau khổ. Cho nên quý vị biết địa ngục nó cũng sẽ trở thành tịnh độ. Khi chúng ta bị đau khổ như thế, thường mình hay trách. Hay trách là tại người này, tại người kia, cho nên mình mới lâm vào cái hoàn cảnh khổ như thế này. Nhưng mà thực chất dưới góc nhìn của nhân duyên và nghiệp báo thì chúng ta kẹt vào những cảnh giới khổ đau mà chúng ta tạm gọi là địa ngục trần gian đi. Trong cái hoàn cảnh khó khăn khổ sở đó, thật ra không có ai lùa chúng ta vào hết. Cho nên không hẳn là do người khác lùa chúng ta vào những cái cảnh giới đó, mà có khi chính chúng ta tạo ra những cái nhân không có tốt để cuối cùng chúng ta chiêu cảm, gặt lấy những cái quả báo tương xứng. Đó là những cái cảnh giới khổ sở, phiền não. Thí dụ như là những người mà nghiện ma túy, thưa với lại quý vị, thực ra những người này đầu tiên họ cũng tập, họ cũng thử, đâu có ai ép họ đâu mà sử dụng cái này. Chính họ đã tìm tới và cuối cùng họ bị kẹt vào. Thì những cảnh giới mà khi họ kẹt vào rồi họ rút chân ra không được, họ thoát ra không có được đó, thì lúc đó họ mới hiểu được rằng cuộc sống này quả là khắc nghiệt và họ không có đổ thừa. Cho nên đời sống của những người nghiện ngập, hút chích hoặc là những băng nhóm, tất cả những cái vùng đó đâu có ai lùa chúng ta tới, nhưng mà chúng ta tự động chúng ta tìm. Chúng ta muốn tìm tới đó rồi tự chúng ta giam nhốt mình ở trong đó. Thì như vậy ở đây nó có một cái sự phối kết hợp giữa nhân và duyên do chính chúng ta tạo ra. Cũng vậy trong đời sống gia đình, chúng ta lâm vào một hoàn cảnh bi đát giữa hai người, thì thầy chỉ mong rằng là quý vị lúc này nên bình tĩnh, đừng có đổ thừa là họ đó ổng đàng hoàng lắm mà bây giờ là ổng đổ đốn ra, họ đó là bả rất là lịch sự, bây giờ thì bả trở thành cái người đàn bà rất là kỳ quái. Như vậy ngày đầu hai người gặp nhau là do ai đó lùa hai người này tới với nhau, hay là họ tự tìm đến nhau? Mình tự tìm đến nhau thôi. Đâu có ai đâu mà ép mình, đâu có ai đâu mà dẫn mình. Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt. Nhưng mà thật ra cái đặc biệt đó nó cũng không rời cái nhân quả của quá khứ. Vừa rồi thầy có đi dự cái lễ cưới tập thể của 40 cặp khuyết tật do nghệ sĩ nhân dân Kim Cương tổ chức đó quý vị. Thầy đi ăn đám cưới, nhưng mà thầy không có vui. Thật tình thầy thấy tội nghiệp quá đi. Họ là những người khuyết tật, họ đến với nhau rồi họ sống với nhau luôn, nhưng mà họ không có điều kiện để họ làm đám cưới. Thì cô Kim Cương cổ làm 5-6 năm nay rồi, một năm cổ làm một lần, mà cho người đi gom, đi tìm hiểu này kia, các tỉnh ở miền Tây đưa lên, nó cả một vấn đề.
thì cổ tổ chức một cái lễ cưới tập thể để an ủi cho họ. Thầy thấy cái việc làm này nó rất là có cái tính đạo đức, tính nhân văn. Bởi vì chính bản thân họ đã bị bế tắc, họ là một gánh nặng. Vậy mà họ bây giờ đã tự tìm đến một người cũng bế tắc, cũng là gánh nặng. Hai cái gánh nặng đó thầy không biết làm sao họ để sống được. Mấy ngày nay thầy đau lưng, không xuống không được, nghiêng qua nghiêng lại không được. Chị vật lý trị liệu bớt rồi. Rồi phụ tang lễ của Hòa Thượng Huệ Quang 5 ngày bị lại nặng hơn nữa. Tại do đứng với quỳ với lại nhiều quá, mới vừa bớt cái nó bị. Thầy thấy như vậy thầy đã khổ lắm rồi đó. Thầy bị trật cái giò thôi thầy cũng khổ vô cùng là khổ. Trời ơi, đẩy hai chiếc xe lăn. Vậy mà họ cũng nhìn nhau những cái nụ cười méo sệt, tức là họ cũng bị dị dạng trên gương mặt của họ. Họ bị tật, rồi họ bị bệnh, họ vẫn cười. Thầy đi trao nhẫn cho 5 cặp. Thầy trao cho đôi vợ chồng đó, họ bị mù cái gì. Rồi nó rờ nhau cái tay để nó chọn ra được cái ngón tay để mà nó đeo nhẫn á. Tự nhiên thầy xúc động lắm quý vị. Trong cái hoàn cảnh họ tuyệt vọng hoàn toàn như thế, nhưng mà họ vẫn trao gửi niềm tin cho nhau. Cái này cộng đồng là cần phải suy nghĩ. Họ đâu có nương tựa ai được, ai chấp nhận họ. Mình người lành lặn gì mình dám chọn họ không? Thầy hỏi câu này mấy người rồi đó, không ai gật đầu hết á. Nhưng mà không có lắc đầu. Tại lắc đầu thì tự nhiên thấy nó phũ phàng quá. Họ phải đến với nhau thôi chứ làm sao bây giờ. Cái này gọi là đồng bệnh tương lân, tức là cùng một hoàn cảnh, cùng một cái nỗi đau khổ đó thì họ sẽ thương nhau hơn. Mà quý vị biết á, thầy có gặp một cái cặp đó, tức là người vợ bình thường nhưng mà người chồng thì khuyết tật. Cũng có cặp là người chồng bình thường, người vợ khuyết tật. Chứng tỏ rằng trong cuộc sống này vẫn có nhiều vị Bồ Tát. Khi hỏi tại sao chọn thì cái cô đó có nói tại vì thương. Người ta đâu có học Phật đâu, người ta đâu có hiểu được nhân quả, chỉ trả lời là tại vì thương. Mà tại sao thương một người lành lặn không thương đi thương một cái người bị tật? Thương người bị tật có nghĩa rằng là mình gánh họ đó, gánh một cái gánh nặng suốt cả cuộc đời. Thầy hỏi, rồi gia đình có phản đối không? Dạ phản đối. Phản đối thì cũng chịu thôi. Thầy thấy họ mà cứ rờ cái tay để mà đeo cho được chiếc nhẫn vô. Thầy nghĩ cái tâm niệm của họ, cái tình cảm của họ cái lúc đó, họ hạnh phúc lắm. Tại vì họ được danh chánh ngôn thuận đến với nhau. Xã hội nhìn nhận họ là một đôi vợ chồng, chứ không phải cuộc sống của họ cứ lặng lẽ, cứ tăm tối giống như là họ không thấy ánh sáng. Cho nên khi mời thầy phát biểu đó, thầy mới nói là các con đẹp lắm, rất đẹp. Có người rất là cao, lấy cái người có tật thấp vô cùng. Và họ khuyết tật như vậy, nhưng mà họ đi cùng một lối đi. Trong khi đó xã hội có rất nhiều đôi xứng vô cùng, nhưng mà hai người nhìn về hai hướng. Mặc dù là họ đi xe lăn bên cạnh nhau, họ đẹp vô cùng hơn những đôi ngồi trên những Mercedes sang trọng, nhưng đầu mỗi người suy nghĩ về một hướng khác nhau. Hoặc là những đôi vợ chồng tột đỉnh vinh quang, đồng sàng dị mộng, chung một giường nhưng mà khác mộng. Thầy an ủi họ, thầy nói rằng là họ rất là đẹp. Dù họ khiếm khuyết cơ thể, không được may mắn như người khác, nhưng họ có được một trái tim và một tình yêu trọn vẹn để trao gửi cho nhau. Nghèo đã nghèo rồi, nhưng đừng để bao giờ thiếu thốn đạo đức.
khuyết tật đã khuyết tật rồi, nhưng đừng để cho mình trở thành cái người thiếu đi sự hy sinh hơn nữa cho người bạn đời của mình. Họ đâu có hiểu được cái nhân quả, họ chưa phải là Phật tử. Cho nên khi thầy đi dự cái lễ đó, thầy cảm thấy rất là thương họ. Bản thân họ là một địa ngục, bây giờ họ lại kết nối với một cái địa ngục nữa, địa ngục đôi. Thầy nói rồi sao mà để hiểu được họ đang ở trong địa ngục, và họ bằng mọi cách họ phấn đấu, họ vươn lên để họ thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục đó. Họ phải tự làm Bồ Tát cho chính bản thân họ, cho chính cuộc đời họ và chính nơi cái quả ngục mà họ đang hứng chịu. Nghị lực của mấy người này lớn, rất là lớn quý vị. Mình thì mình muốn ai khỏe hơn mình kéo mình, chứ mình yếu mà mình bị sụp xuống cái lỗ rồi, mình bị què chân rồi, thì mình phải mong ai mạnh hơn mình kéo mình lên. Cái đó là tâm lý chung. Giống như mình bị thiếu nợ thì mình phải mong ai đó có nhiều tiền hơn để cứu mình, để giúp mình. Mình tu dởm dởm, mình phải cần có người tinh tấn hơn để mà kéo mình lên. Đằng này họ chọn một cái người mà sánh vai đi chung với họ, cũng cùng hoàn cảnh với họ. Cho nên thầy nghĩ sức mạnh ở trái tim bằng cái sự đồng cảm nó rất là lớn. Một cuộc nhân duyên, một sự kết hợp mà hai người gặp nhau, thì hai người gặp nhau họ lại tạo tác thêm, thì cái quả ngục đó hai người phải có trách nhiệm. Chứ mình không có đổ thừa, mình không có đổ thừa được. Mà thầy thấy cái cuộc sống chung đó, nhìn chung á, thầy thấy sao mà mình hơi lớn tuổi một chút, có một số Phật tử chắc khoảng 50% hơi lớn tuổi một chút, sao hai ông bà hình như không có thuận nhau. Hãy bà ở tầng trên thì ông ở tầng dưới, hãy bà ở nhà trước thì ông ở nhà sau, sao ngộ vậy? Bà Diệu Chí có không? Thôi không cần trả lời. Thầy không hiểu tại sao ngay cả hồi nhỏ thầy cũng nhớ có những lần ba má thầy gây lộn nhau. Thầy còn nhỏ, thầy nghe, thầy thấy, thầy sợ lắm. Thầy trốn trong cánh cửa, hí hí con mắt ra để nhìn coi gây như thế nào. Nít mà tò mò, nhưng mà sợ, cái cảm giác hoảng sợ. Thì khi lớn lên á, thì thầy thấy những đứa trong xóm thầy, gia đình nó mà thường xuyên gây lộn á, những đứa đó nó rất là u uất. Những đứa bạn đồng trang lứa thầy, rồi những đứa nhỏ hơn mà chơi chung với thầy, thầy để ý, bắt đầu thầy để ý. Cuộc sống gia đình mà nó có nhiều cái sự bất đồng, thì đây là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng bất hạnh nó đang mở ra cho thế hệ tương lai của những đứa trẻ trong bối cảnh đó. Thì như vậy, chúng ta tự quán chiếu cái quả ngục mà mình đang gánh đây là do mình hay là do người khác. Tất cả chúng ta tạo ra thì chúng ta cũng phải mạnh dạn thoát ra. Một nơi mà chúng ta có thể bước tới những bước nhẹ nhàng, thanh thản vững chãi, đó là tịnh độ. Một nơi mà chúng ta dùng dãy không thoát ra được, chúng ta cố bước chân bước không ra, đó là địa ngục. Thì địa ngục và tịnh độ tất cả đều tồn tại ở trong tự tâm của mỗi chúng ta. Người ở trong địa ngục thì khát khao muốn tìm tịnh độ. Người ở trong cái chốn mà nó giam hãm mình thì mình lại mong bước ra được cái chân trời tự do. Đây là tâm lý chung. Cho nên hễ mà chúng ta bị khổ sở trong những cái cảnh địa ngục mà mình tự chịu, mình tự cảm nhận được,
thì bỗng dưng chúng ta rất là mong muốn được sanh về cảnh giới tịnh độ. Như vậy cô hồn muốn sanh lên tịnh độ thì phải làm thế nào? Rất là quan trọng. Chỉ cần lắng nghe nửa bài kệ của Đức Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Đây là cái lời khai thị đầu tiên cho cô hồn nghe. Chiều đó quý vị để ý đi, bắt đầu chiều nay quý vị để ý nghe tụng kinh. Đây là lời khai thị. Thì cái người khai thị phải có tư cách của một cái người khai thị. Người khai thị đó phải có chánh niệm, phải có cái tâm vắng lặng, thì mình mới có thể truyền tải những cái suy nghĩ của mình cho cô hồn nó nghe. Cô hồn đâu nghe bằng lỗ tai, nó nghe bằng tâm thức. Cho nên khi đọc là quý vị phải hết sức là nhiếp tâm, và mình tưởng tượng rằng là có cô hồn nó đang ngồi bên cạnh mình, nó đang rờ tai rờ chân mình, nó đang vuốt tóc mình, anh vuốt mái tóc em một lần cuối. Chúng ta không phải tưởng tượng đâu nha, mà khi chúng ta ngồi, chúng ta bắt đầu tụng kinh, chúng ta nhiếp tâm, là trong đây, nơi này có rất nhiều chúng sanh đang cần chúng ta, và những chúng sanh đó là những chúng sanh đang đau khổ, đang bơ vơ, đang lạc lõng ở trong những cảnh giới của họ. Và chúng ta phải thương họ, chúng ta hết sức là thương họ, thì cái lời khai thị đó nó mới đến được với họ. Thì nửa bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm đó là gì? Nhược nhân dục liệu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Thầy thấy có người thuộc đó, đọc theo thầy giỏi ha. Nếu người muốn rõ biết mười phương ba đời Phật, hãy quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Thì như vậy người đem cái thang tới cứu cho ta ra khỏi quả ngục là ai? Thực chất là Đức Phật. Đức Phật khai thị cho chúng ta bằng một bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Đầu tiên vô chúng ta tụng Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là con xin cúi đầu đảnh lễ và suốt đời nương tựa với các vị Phật và các vị Bồ Tát trong pháp hội. Theo bắc truyền thì sau khi thành đạo, Đức Phật an trú trong đại định suốt 21 ngày đêm và nói Kinh Hoa Nghiêm cho tất cả các vị Bồ Tát khắp mười phương trùng trùng pháp giới câu hỏi về để lắng nghe. Thì quý vị nghĩ xem, khi chúng ta ngồi, chúng ta chắp tay, chúng ta tụng kinh, không phải chúng ta ngồi tụng đơn giản như thế đâu, mà chúng ta đang ngồi trong pháp hội Hoa Nghiêm, có rất nhiều các đức Phật và có hằng hà sa số các vị Bồ Tát khắp cả mười phương câu hỏi về giữa pháp hội Hoa Nghiêm. Thì như vậy chúng ta tụng kinh đâu phải cho cô hồn. Chúng ta tham dự trong chúng hội của Bồ Tát thì lúc đó tâm của chúng ta nó mới an tịnh. Quý vị tụng kinh một mình nó khác, phải không? Nhưng quý vị tụng kinh chung một mình nữa nó khác. Mà cái mình kia thí dụ như là bạn mình nó khác, nhưng mình tụng kinh với ông sư phụ nó khác không? Khác liền. Huống chi mình giờ mình tụng kinh với Phật, với Bồ Tát, khác không? Khác, chắc chắn. Khi chúng ta khởi cái tâm niệm của mình lên là con được tham dự cái pháp hội Hoa Nghiêm mà hằng hà sa số các đức Phật, các vị Bồ Tát đầy cả hư không, con đang ngồi ở trong pháp hội đó, phước ba đời chưa chắc gì có được. Lập tức tâm của chúng ta nó lắng động. Đằng này tụng kinh, ly cà phê đá kế bên bên, trời ơi, để cái điện thoại kế bên bên, thỉnh thoảng liếc vô chích chát,
lướt phay. Tao chết rồi, vừa tụng kinh mà vừa chơi Facebook là tao tiêu rồi. Vừa tụng kinh mà vừa ghiền xì ke nữa, cho uống cà phê nữa. Quý vị có không? Có, thầy bắt gặp tại trận. Lén đi giấu bịch cà phê đá mà sao? Bây giờ thì chưa đâu, nhưng mà giấc trưa kệ ngủ chưa thẳng giấc đó, tại thức sớm mà, cho nên là có cà phê mới tỉnh, còn không có cà phê thì ghiền ghê lắm, ngồi như là dân ghiền xì ke vậy đó. Thì khi mà chúng ta đọc cái câu mà Nam Mô Pháp, xin lỗi, Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Tượng Phật Bồ Tát, tức là con xin quay về nương tựa và đảnh lễ các Đức Phật và tất cả các vị Bồ Tát của Pháp Hội Hoa Nghiêm. Điều đó có nghĩa rằng mình phát nguyện mình đang vào an trú ở trong Pháp Hội Hoa Nghiêm. Một thời kinh mà chúng ta được tu tập, được đồng hành với các vị Bồ Tát, được lắng nghe tất cả các vị Phật nói về điều này, đó là cái phước lớn. Mấy chú mới vô chùa tụng kinh á, thì do phải học kinh để đi thọ giới, cho nên là nhiều khi phải đi tụng kinh. Nhưng mà khi thọ giới rồi, tới kẽn đánh rồi, giác cái y như giác bao gạo 50 kg, đi không nổi, đi quể quải mệt, tới trời mưa, con đau bụng, con nhức đầu, phải không? Hải, có không con? Chứng tỏ rằng mấy đứa con chưa có tìm được sự an lạc, chưa tìm được cái nguồn an lạc là do mình không có quán chiếu tới nơi tới chốn. Một thời kinh nào cũng vậy hết. Thí dụ như mình tụng Pháp Hoa là mình đọc Nam Mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát, có nghĩa rằng là chúng ta đang dự Pháp Hội đó tại núi Linh Thú. Do Đức Phật nói, có đầy đủ chúng Thiên Long Bát Bộ, có chư Phật chư Bồ Tát khắp các trú xứ các phương đều câu hội về. Mình an trú trong một cái đại pháp hội như thế, có đầy đủ các bậc thượng thiện nhân như thế, thì xin lỗi, cho mình tu suốt ngày suốt đêm mình cũng thích nữa, phải không? Buông ra cô hồn nó nhớt mình, cho cùng mình ở với Phật, mình tu với Phật, mình tu với lại các vị Bồ Tát. Cái này là phước báo nhiều đời nhiều kiếp của mình. Cái này không phải là vọng tưởng điên đảo, mà chúng ta phải biết được đó là cái lý khi chúng ta thực hành. Còn mình tụng kinh là cứ trông cho tới tụng tới Bát Nhã. Tại vì sao? Tê chân quá. Cũng vậy, lại Phật sám hối cho trong thời hưng đọc cho tới Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Có không? Có, thầy cũng có. Mệt quá, thôi Phật thông cảm. Thì xin thưa với lại quý vị, người mà chính thức bắt cái thang cho chúng ta ra khỏi những cái quả ngục chính là Đức Phật. Như vậy muốn thấy Đức Phật thì chúng ta phải hiểu Đức Phật. Muốn hiểu Đức Phật, chúng ta phải quan sát cho thật kỹ những gì xung quanh chúng ta, để chúng ta thấy được tất cả những thứ đó đều do tâm của chúng ta tạo ra. Trong đó có cảnh giới địa ngục của mình đang gánh phải. Nếu thấy được cái cảnh giới địa ngục đó đều do tâm của mình tạo ra, thì chúng ta đã chính thức nắm được cái thang và có cơ hội để ra khỏi cái khổ đau. Quý vị thấy không, có cũng là một chuyện, mình lo sốt gió, nhưng mà có người trong nhà mình nó đâu có lo, nó vô tư lự, nó tỉnh bơ, giống như nó ở trên trời nó rớt xuống nó không biết gì hết. Mình là mình ăn không ngon, mình ngủ không yên, rồi nó tỉnh bơ, đi chơi, không hề biết gì hết. Mình la nó còn nói, ôi chuyện này chuyện của mẹ mà, đâu phải chuyện của con. Như vậy tại sao ở chung một căn nhà mà mẹ thì ở một cảnh giới khác, còn con ở cảnh giới khác? Như vậy cảnh giới đó do ai đặt ra? Do tâm của mình tạo ra.
Phải không? Tâm của người con nó khác với tâm của người mẹ. Cái suy nghĩ của người con nó khác với người mẹ. Cho nên cái cảnh giới hạnh phúc và cảnh giới khổ đau của người con cảm nhận hoàn toàn nó khác hẳn với của người mẹ. Có một bà mẹ, bà tới bà than với thầy, bà nói là bà không có vui. Bà cũng lớn tuổi rồi, 60 tuổi rồi, mà ông chồng thì cũng không có đàng hoàng, tự nhiên già rồi cái sanh tật, về hưu rồi chứ, hưu trí rồi, tự nhiên bà đã có bồ. Thầy nghe bà kể là thầy thấy chuyện nó hơi kỳ kỳ. Thầy ngại nghe mấy chuyện này lắm quý vị, tại vì nghe nhiều quá rồi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Rồi bà đi bắt ghen, bà kêu cái đứa con gái đi giận bà đi bắt ghen, nó không giận đi, bà giận cắt tay chảy máu. Trời ơi, giống như thời con gái 18 vậy đó, em ghen em cắt máu em chạy. Trời, 60 tuổi rồi mà còn ghen, còn cắt tay chảy máu nữa. Thầy ngồi im lặng để nghe bà kể. Bà nói bà rất là buồn. Bà buồn vì cái người chồng phản bội, tức là 40 năm rồi mà còn phản bội. Rồi buồn cái thứ hai là đứa con nó không có đồng cảm. Nó cũng có chồng mà nó không hiểu được cái cảnh là chồng mình phản bội. Con kêu nó giận, con đi bắt ghen, nó không giận nữa. Nó thôi má đừng có làm chuyện tào lao, bắt cái gì mà bắt, kệ ông đi, già rồi ông muốn đi đâu ông đi, đi cho thoải mái không. Thì bà ngồi ở nhà bà khóc, bà than bà thở. Rồi bà tới bà kể với thầy nghe, bà nói là bà khổ vậy đó mà con của bà nó tỉnh rồi à. Thì thầy xin kể một cái câu chuyện này để quý vị thấy được rằng cái cảnh khổ là do mình tạo ra chứ không phải do người khác tạo ra. Khi thầy mới hỏi cái bác đó, cái cô đó, thầy hỏi gì chứ, tại sao phải đi ghen, tại sao phải đi bắt ghen, thì cái bà đó bà mới trả lời là tại vì ổng là chồng con, cho nên con mới ghen, chứ ổng là chồng của người ta thì con ghen làm gì. Thầy nói không có đâu, ổng là chồng con trong suy nghĩ của con thôi, chứ còn suy nghĩ của ổng thì cái ranh giới nó không còn nữa. Ổng chỉ nghĩ là bạn già với nhau thôi, chứ không phải là chồng gì nữa. Cho nên ổng mới đi tìm một người phụ nữ khác. Và cũng vậy, cái người phụ nữ kia cũng nhìn nhận ổng là người bạn già hữu hỷ với nhau, chứ không phải nghĩ ổng là chồng của con đâu. Tại nếu mà họ nghĩ rằng ổng là chồng của con thì họ sẽ không làm người thứ ba. Cho nên con nghĩ rằng ổng là chồng của con, đó là chỉ cá nhân của con thôi, còn những người khác họ không nhìn nhận điều đó. Bà nói trời ơi, con có hôn thú mà thầy. Thầy nói gì? Thầy nói một chục cái tờ hôn thú này xin thưa, cũng là phải bỏ qua một bên đi. Một khi họ đã là người thứ ba, họ đã chen vô thì họ đừng có nói cái chuyện luân lý đạo đức gì nữa, xưa lắm rồi Diễm. Tại vì họ mà hiểu được cái luân lý đạo đức, họ mà nghĩ tới cái đạo đức căn thường thì họ không bao giờ làm cái người thứ ba. Thậm chí họ còn muốn có được cho bằng cái người chị cả nữa kìa, tức là bằng cái người vợ cả. Những cái cô này nè, cổ muốn nhanh vậy đó. Trong khi là người ta là vợ chồng, người ta phải hy sinh cả một cái thời gian, một thời gian dài. Người ta đồng cam cộng khổ, có vợ có chồng với nhau mới tạo ra một cái sự nghiệp như vậy. Còn cái người này tự nhiên ở đâu nó xẹt vô. Cho nên là nó muốn có được một cái danh phận giống như là vợ cả. Thậm chí còn nó còn muốn được có cái tiền, có được cái tình cảm giống như là vợ cả. Có một cái người Phật tử, thầy hết sức là khó chịu. Ghen, đã làm vợ bé mà còn ghen ngược với vợ lớn nữa, mà đi tới kể cho thầy nghe. Rồi nói thầy ơi, bây giờ thầy làm cách nào thì chỉ cho con để con đừng có ghen với chị ấy. Trời ơi, người ta không quánh mày mớp mặt là mai rồi con, phải không? Nó đánh ghen này nhiều cái nó ghê lắm. Nhiều khi
Quý vị thấy ở trên mạng nó có những cái màn đánh ghen kinh hồn. Trước 75 nó có một cái trận đánh ghen mà đi vào lịch sử, đó là ca sĩ Cẩm Nhung, quý vị nhớ không? Nó những ai lớn tuổi là biết, trời ơi, mỹ nhân của đất Sài Gòn đó, bị tạt axit, ác quá. Bây giờ nó đâu tạt axit, nó tạt nước mắm. Tạt nước mắm xong nó rải ớt bột lên, trời ơi, phỏng hết người, kinh hồn thiệt á chứ. Chỉ có mấy con mẹ ghen mới nghĩ ra được mấy cái cách này, thiệt là ghê, ghê gớm thiệt á. Vậy mà cũng đi tới mét thầy, rồi hỏi thầy bây giờ chỉ cho cách nào cho con yên tâm chứ, tại sao tự nhiên con khó chịu lắm, con cứ thắc mắc hoài à. Những lúc ảnh ở bên con thì thôi, ảnh về cái con thắc mắc là ảnh làm cái gì với chị ấy. Trời ơi, đi hỏi ông thầy mấy cái đó, thầy đỏ mặt luôn, thì mắc cỡ dễ sợ. Thầy nói con ơi, thầy bây giờ khách quan là mình, người ta là Phật tử, cũng là đệ tử. Thầy nói vậy không lẽ thầy đi nạt, thầy đi la. Thầy nói con ơi, mấy cái chuyện này con đừng có vọng tưởng điên đảo nữa. Làm người thứ ba là con phải biết thân phận của con. Con đừng có ỷ con trẻ hơn, con đẹp hơn, nhưng mà con phải biết rằng con là con đàn bà tham hơn, ngu hơn, mà muốn nó kéo cả tập đoàn tới nó quánh cho không còn cái xương sườn. Thầy vừa bực vừa tức mà thầy cũng phải kềm nén lại để mà thầy giải thích cho nghe. Bởi vì chúng sanh mà người ta cũng có nhu cầu, nó đang đau khổ vì ghen ngược, nó đang đau khổ vì nó không có tiền, muốn có nhiều tài sản của chồng, của cái người này, của người đàn ông này. Nhưng mà cái người vợ kia, người ta cộng tác 20 năm trời với người chồng, đồng cam cộng khổ, cho nên họ xứng đáng ở cái vị trí đó. Cho nên đừng có bày đặt bon chen. Mà thầy cảnh báo cho biết nha, con là người thứ ba thì con cũng phải chuẩn bị đón tiếp người thứ tư, người thứ năm của anh ấy đó. Người đàn ông mà có cái tánh trăng qua rồi đó thì xin thưa, không có dừng lại đâu, không có biết đủ đâu. Không tin hỏi mấy anh cha này đi. Phải không mấy đứa con? Thiệt, tại vì chính mấy anh đó ta kể cho thầy nghe. Khổ quá, bây giờ lớp nào vợ, lớp nào bồ, lớp nào bạn là bè. Thầy nói tôi con ơi mệt quá đi. Chính mấy anh Phật tử đó tới kể cho thầy nghe nè, nói con khổ lắm sư phụ. Không biết sao lúc đó con ngu dữ vậy á. Nhưng mà rồi đó, 5-6 tháng sau, gặp sư phụ hỏi làm sao con? Thấy dẫn thêm người mới nữa. Nó mấy tháng trước đó tới sám hối, sao con ngu vậy, con không biết tại sao con lại như vậy nữa. Bây giờ nó ngu tiếp tập kế nữa. Đàn ông mà có tánh trăng qua rồi, nó không có dừng lại được, không bao nhiêu cho đủ hết. Nói thiệt, mai thời là mấy ông này là rất là đàng hoàng, mặc áo tràng thầy tin tưởng. Quý vị cho ông tràng vỗ tay cho mấy ông này đi, bị thầy xỉa xối nãy giờ cũng ức lắm. Thì cái cảnh giới đó là cảnh giới do tâm họ tạo ra. Địa ngục của ta đừng thắc mắc do ai tạo tác, do chính tâm của chúng ta tạo ra. Tâm tham lam, tâm ích kỷ, tâm sân hận, tâm tật đố, tất cả những cái tâm đó nó đều tạo ra cái cảnh giới này. Quý vị thấy một bài kệ 4 câu, mỗi câu 5 chữ, chỉ có 20 chữ thôi. Nếu người muốn rõ biết nhược nhân dục liệu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người muốn hiểu biết một cách rõ ràng, liễu tri tức là biết rõ ràng, biết thấu đáo, biết tận nguồn cơn, gọi là liễu tri. Nếu người nào mà muốn biết một cách rõ ràng như thế, tất cả các đức Phật trong 3 đời thì nên quán tánh của pháp giới, tất cả do tâm tạo. Pháp giới là gì? Thế giới thì chúng ta biết rồi. Thí dụ như là thế giới cỏ cây, thế giới loài vật, thế giới xe cộ, thế giới nhà cửa, vân vân, tất cả những gì chúng ta thấy, cái đó gọi là thế giới.
Nhưng có những thứ chúng ta không có thấy, cái đó ở trong kinh gọi là pháp giới. Những cảnh giới giải thoát cực lạc, những cảnh giới địa ngục đau khổ, rồi những cảnh giới của thiền định, rồi những biến chuyển trong tâm thức của mình, rồi chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả những thứ đó chúng ta đâu có thấy, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được. Cái đó gọi là pháp giới. Và tất cả những cảnh giới tịnh độ, địa ngục, Phật, thánh, hiền, chúng sanh, vân vân, những thứ đó đều do tâm của chúng ta tạo ra. Và phải quán cho thấy cho được cái tánh của pháp giới, nó đều do tâm tạo. Thì cảnh giới địa ngục này tôi đang hứng chịu, cái chảo lửa này tôi đang bị quằn mình ở trong đó, tất cả những thứ đó rất là khổ sở, là do tâm của tôi tạo ra, chứ không phải do ai tạo ra hết. Chính ở trong tâm của mình tạo ra. Cũng trong một cái cảnh đó, tại sao có người rất là tỉnh, rất là khỏe, nhưng mà có người rất là mệt. Có một vị thiền sư của ở Nhật Bản, do một cái sự nổi loạn cho nên là thiền sư này bị bắt lầm giam tù. Thì khi mà người ta điều tra ra được thì người ta thả cái vị thiền sư đó đi. Thì vị thiền sư này mới nói là tôi muốn ở lại nơi này. Thì mọi người mới ngạc nhiên là trời, ai mà xin ở tù. Vị thiền sư này mới nói rằng là nhà tù chỉ có thể giam nhốt được những con người, nhưng không có giam nhốt được cái tâm hồn của con người. Nhà tù thì hạn chế cái sự sinh hoạt từ những nhu cầu của con người, nhưng nhà tù này không có hạn chế được đối với bản thân tôi, vì tôi không có nhu cầu. Và sau đó thì vị thiền sư này có viết một cái tác phẩm cảm ơn nhà tù. Bây giờ không có phải lo cái vấn đề ăn uống mặc ở, tất cả đều nhà tù lo hết. Mình chỉ có việc ở đó mình tu thôi. Cho nên ở trong tù, thiền sư này có nhiều thời gian để mà ngồi thiền. Và những người mà ở chung trong đó, họ cũng cảm kích được cái vị thiền sư này. Họ không nôn nóng, họ không bạo loạn. Và không khí của nhà tù thì nó lại chuyển thành không khí của một tu viện. Mọi người cứ nhẹ nhàng, không ai chống đối, không ai bức bách, không có ai phải gây khổ cho ai hết. Chính nhờ vị thiền sư này chỉ dẫn cho mọi người thấy được rằng nhà tù là nhà tù. Tâm mình không là nhà tù thì nó không còn thành nhà tù. Cái này thực tập khó nha quý vị. Thì tất cả những thế giới, những cái gì trong thế giới mà chúng ta thấy được thì đó chỉ là thế giới của con người bình thường. Nhưng mà người có tâm giác ngộ thì sẽ thấy được những thứ mà con người bình thường không thấy. Cái đó gọi là pháp giới. Thì chúng ta phải biết rằng địa ngục mà trong đó chúng ta đang sống, đây, nó là một sáng tạo của tâm thức cá nhân và cộng đồng của chúng ta. Và hoàn toàn chúng ta có thể thoát ra được khỏi cái cảnh giới này. Tại vì cảnh giới này do tâm mình tạo. Hễ tâm tạo ra địa ngục thì tâm của chúng ta cũng có thể tạo ra được tịnh độ. Hễ tâm của chúng ta tạo ra những buộc ràng thì tâm của chúng ta cũng có thể chuyển đổi để tạo ra được những sự giải thoát. Hễ tâm của chúng ta tạo ra những thứ nhiễm ô, phiền não thì ngược lại tâm của chúng ta cũng sẽ tạo ra được những cảnh giới thanh tịnh và an lạc giải thoát. Thưa với lại quý vị, thầy nhắc lại, nếu tâm của mình tạo ra được địa ngục thì tâm của chúng ta cũng sẽ có thể làm ngưng được địa ngục. Nếu tâm của chúng ta làm cho tịnh độ thì sự phát hiện ra tịnh độ này
hoàn toàn do tâm của chúng ta có thể tạo ra. Chúng ta chán ghét địa ngục, chúng ta mong ước tịnh độ, thì tự nhiên tâm của chúng ta sẽ hướng về tịnh độ, sẽ quay lưng về với địa ngục. Đó là giáo lý của Kinh Hoa Nghiêm. Thì cái người mà đi cúng cô hồn là phải khai thị cho những chúng sanh đau khổ trong cảnh giới địa ngục. Phải có trách nhiệm đó. Trách nhiệm khai thị. Khai thị theo lời Kinh Phật à, chứ không phải là khai thị theo kiểu mình muốn nói gì nói là không có đúng. Chúng ta ngồi xuống giữa một cái pháp hội trang nghiêm như thế, có đầy đủ thánh hiền, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ. Chúng ta nhiếp tâm bằng cái chánh niệm của mình. Chúng ta khai thị cho các cô hồn đã biết được rằng cái cảnh giới địa ngục của họ là do tâm của họ tạo ra. Chúng ta học lời kinh, chúng ta đã thuộc rồi, thì chúng ta nhiếp tâm chúng ta tụng cái bài kinh đó. Cho nên bản thân chúng ta cũng phải hành trì. Chúng ta nắm cho vững được cái ý nghĩa và cái nguyên tắc hình thành về thế giới này của Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả đều do tâm thức của chúng ta. Cho nên tại vì chính tâm thức của ta, cho nên chúng ta mới có thể khai thị được cái nẻo giải thoát cho cô hồn, mở ra một cái hướng đi mới cho họ, để họ tự giải thoát lấy họ. Chứ còn chúng ta đâu có thể ẵm họ lên cực lạc được, chúng ta không có thể kéo họ lên được, mà chúng ta mở ra một cái hướng đi cho họ, để họ tự chuyển hóa tâm thức của họ, rằng tâm đã hướng về quả ngục, thì chúng ta sẽ bị nhốt ở nơi cảnh giới quả ngục. Nếu tâm của chúng ta hướng về tịnh độ, thì lập tức chúng ta phát hiện ra cảnh tịnh độ, thì đó là cảnh giới tịnh độ cho chúng ta hướng tới. Cái thành mà có lửa giữ cháy bốn bề đó, cái thành đó do tâm tạo ra. Nó không có thực, nó chỉ có trong tự tâm của mình. Và cái phiền não đó cũng là những cái nơm nớp, những cái lo âu, những cái hoảng sợ đó do tâm tạo ra, chứ hoàn toàn không có thực. Hồi đó có một chú vô trong chùa Công Quả, chú sợ ma vô cùng. Thì có một bữa thầy ở đây để thầy sáng lại thầy đi công chuyện. Mà quý vị biết thầy có hai cái áo đi đường, lúc đó ở trên này có hai cái thôi, mà nó dơ với nó mưa ướt, phải giặt phơi, phơi bên ngoài. Chú từ ở nhà kia chú chạy đi qua, mà chú chạy vô chú kiếm sư phụ ơi thở không ra hơi. Hỏi gì vậy? Trời ơi, con gặp con ma nó đứng nước phất tay. Thầy nói trong chùa này làm nhiều con ma nào mà nó lộng hành ghê vậy, mà đứng mà nó phất tay nó quơ, mà chú diễn tả mà mặt mày cắt không ra một hột máu, nói mà không được, cái môi kìa giật sợ hốt hoảng kinh hồn. Mà cái này gọi là sợ đến mức hồn bất phụ thể, tức là hồn lìa khỏi xác. Hỏi ở đâu? Chú chỉ ở chỗ đó đi ra. Trời ơi, xách cái đèn pin ra rồi, cái áo phơi máng lên nhánh cây á, gió thổi nó phất rồi nó bay đông đưa đó. Thì như vậy con ma có không? Có với cái chú sợ ma, có với cái tâm của chú. Nhưng mà tới khi cái đèn pin rọi, nhìn thấy cái áo của chú hết sợ. Thì tất cả những từ cái hành động của chú hoảng sợ, chú lo chạy là vì con ma nó hình thành trong tâm của chú. Khi chú nhìn ra cái hình ảnh đó là nó bị sai lệch. Chỉ nhìn cái hình ảnh mà nó sai lệch về cái nhận thức mà chú hoảng loạn, chú sợ hãi. Khi rọi đèn thì chú thấy nó bình thường, thì hết. Cái đó do tâm thức của mình tạo ra. Chính bản thân thầy cũng vậy. Có bữa thầy đi ban đêm, thầy không có rọi đèn thầy đi, thầy gặp con rắn thầy hết hồn, thầy nhảy tưng tưng. Tại vì bước tới là ngay nó luôn, đạp lên nó hết hồn, giật ngược lại. Mà tim nó đập bình bịch vậy, thầy sợ nó cắn cái trào đờm. Trời ơi, tu ngon lành vậy tự nhiên bị rắn cắn chết. Cũng quê, nhưng mà cái nghiệp tới thì mình đâu có tránh được, quý vị. Tới khi nhìn kỹ lại sợi dây, trời ơi. Thì như vậy, con rắn có không? Nó không có. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó nó có trong tâm của mình. Khi chúng ta nhìn nó bằng một cái suy nghĩ thông thường của thế gian,
và kèm theo cái ngã chấp của mình. Hãy mà cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì nó ra cảnh giới đó, hãy mình suy nghĩ con rắn nó ra con rắn. Khi mà rồi thấy sợi dây rồi mới thấy trời ơi tào lao gì đâu. Mà ban đêm mà quý vị biết mắt mũi nó lem nhem đi cà chớp nhán cái sợi dây mà nó sợi dây luộc mà nó bự lắm chứ. Nó khúc nó đen nó nhìn mập mờ nhìn nó bước lên cộm cộm nó hết hồn. Có một lần thầy ngủ ở cái thất mà ở cái tụi tình cốc ở viện Duyên Tu cũ, quý vị nhớ không? Tức là cách đây mười mấy hai chục năm thầy ở đó. Thầy giấc trưa thầy ngủ trưa đó. Thầy đang nằm ngủ. Trời ơi, tự nhiên thầy thấy cái gì nó ớn trên cái bụng thầy, thì nhìn là thấy con rắn nó bò qua. Nó bò qua cái người thầy, trời quý vị biết con rắn đã vậy thì sao bò qua cho lẹ đi. Nó còn ngóc cái đầu lên nó nhìn thầy. Cái quý vị biết thầy phải nhìn, chứ thầy không dám chớp mắt. Chớp mắt sợ nó mổ vô. Nó tưởng đâu con nhái, con ếch gì nó mổ vô. Cho nên là phải nhìn là nó. Nhìn mà mỗi con mắt gần chết mà nó còn nghiêng quá, nghiêng lại nó nhìn thầy. Trời ơi, nó tưởng tượng nó đang du chơi ngoạn cảnh, nó ngắm cảnh thiên đường gì. Mà tim thầy thì nó đập. Mà quý vị biết thầy cũng không có dám chụp nó giật ra nữa, sợ nó cắn, mà cũng không dám nhúc nhích nữa. Thì thôi thì ông ta bà bò cho lẹ đi, không lẹ nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng để ngắm cái giống gì không biết nữa. Mà mình thì hồi hộp, tới khi mà nó vừa bò qua thầy lăn qua đây, trời ơi thầy chạy xuống. Thì như vậy cảnh giới đó là cảnh giới gì? Cảnh giới địa ngục đó. Tức là chúng ta không có hài lòng, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo lắng. Bây giờ làm sao mà cái cảnh giới đó chúng ta không sợ hãi? Bây giờ làm sao để không sợ hãi? Chỉ có mấy cái đứa nó lì nó mới không sợ thôi, phải không? Rắn nhìn nó chụp động, rắn nó giục thôi. Nhưng mà nó làm được chứ mình đâu có làm được. Mấy cô làm được không? Sợ thấy mộ chứ là é lên chứ. Lúc đó mình cũng không có bình tĩnh để mà mình nhận biết ra được rằng mình lo lắng nó sẽ bất lợi. Mình hồi hộp nó sẽ sợ hãi là nó sẽ bất lợi cho mình. Chỉ có biết cách nằm im thôi. Thầy chỉ suy nghĩ là nằm im thôi để cho nó bò nó đi qua luôn, chứ không có cản trở cái đường đi của nó. Thì nó đi qua rồi thôi. Mình thì mình biết mình là cái cơ thể của mình, con rắn nó bò qua. Nhưng mà nó có biết mình là cái cơ thể người không? Không, nó tưởng là khúc cây. Trời, nó bò qua cho nên nó còn dòm dòm có ếch nhái gì không để nó rỉa. Nó đâu có biết mình là cái thân cơ thể con người đâu. Nó chỉ là cái nó, trong cái suy nghĩ của nó là khóc cây. Nhưng mà mình rất là sợ hãi. Cái sợ hãi đó làm sao để chấn chỉnh được? Đây là phải trải qua một quá trình tu tập lâu dài. Chúng ta phải quán chiếu để thấy được những cái sợ hãi, những cái lo lắng từ trong tâm của chúng ta nó phát ra. Nhưng mà đố ai không sợ. Chỉ trừ những cái người mà bình tĩnh từng bắt rắn, mấy cái người mà lì lợm này kia đó, chợt búa đó thì nó tỉnh bơ thôi. Nó bắt rắn như bắt bướm vậy đó. Mấy người đó vậy nên nó mới giỏi. Chứ còn mình đó, thôi là thua rồi. Thì thế giới của Hoa Nghiêm là thế giới của tự tâm. Cô hồn là những chúng sanh đang đối kháng khổ đau và cô đơn. Và chúng ta làm cách nào để mở mắt cô hồn ra cho nó thấy được cái cảnh giới khổ đau đó do tâm tạo, và mở cái cổ của cô hồn ra để nó có thể ăn được cháo, ăn được thực phẩm, ăn được cơm, và cho nó biết được rằng cái cảnh giới đối kháng đó cũng do tâm của nó tạo ra. Chúng ta phải có trách nhiệm khai thị, mở ra một cái con đường giải thoát, rằng những thứ mà anh thấy, chị biết, chị cảm nhận được, cái đó đều do tâm tạo hết. Tất cả các đức Phật trong ba đời mười phương cũng đều quán về cái tâm tạo ra tất cả các cảnh giới này, chứ không phải riêng gì mình. Và nhắc lại cái điều này để cho chúng cô hồn nghe.
Thì vai trò của chúng ta là một vai trò rất là quan trọng. Mình làm cho cô hồn nó được no, làm cho cô hồn nó không còn bơ vơ, làm cho cô hồn nó tìm được cái nơi nương tựa. Mình chính là cái người thả cái thang xuống để cho cô hồn bám vào đó leo lên. Vai trò này rất là quan trọng. Cho nên hành giả phải có định lực, phải có kiên nhẫn và phải có chánh niệm. Cho nên nghi thức mà tụng kinh này chỉ cần quý vị hết sức là thành tâm tha thiết, chí thành chí kính, khẩn thiết đọc tụng lời kinh này. Lời kinh này là lời của Đức Phật để khai thị cho tất cả các chúng sanh đó. Thì ta phải hoàn toàn có mặt, phải đọc những câu kinh chú này với một cái tâm an trú ở trong định và hết sức là tha thiết. Chúng ta không có vướng bận gì những cái chuyện buồn phiền, những cái chuyện lo lắng gì nữa, xếp lại hết để nhiếp tâm, thì chúng ta mới trở thành một hành giả, một sứ giả đem tới sự an lạc cho tất cả các cô hồn nó đang đắm chìm ở trong đau khổ, bơ vơ lạc lõng. Và chúng ta cảm nhận được rằng nó rất đáng thương. Mình phải thương xót nó, mình phải thương họ, và mình phải có trách nhiệm làm cho họ không có còn đau khổ nữa. Thưa đại chúng, nếu trong khi mà chúng ta tụng cái thời mông sơn thí thực này, chúng ta cúng mà tâm của chúng ta đang vướng bận bởi một cái tham, một cái giận, thì lập tức chúng ta không có cơ hội để làm cho cô hồn bớt đau khổ. Bởi vì nếu mà chúng ta vướng bận tới những cái sân si, những cái khổ sở này, những cái tham lam này, thì cô hồn không có đón nhận được. Có một vị hòa thượng sám chủ kể cho thầy nghe rằng, tức là một bữa nọ hòa thượng đi cúng chẩn tế, đi cúng cô hồn đó. Thì do đi gấp quá đi, hòa thượng này bỏ quên cái sâu chìa khóa, thì đâu có trở lại nữa, đường xa quá, để lấy cái sâu chìa khóa đi. Thì hòa thượng vẫn đi cúng bình thường, nhưng mà cúng xong về tối, thì hòa thượng, thì trở về chùa hòa thượng, còn cái vị thầy mà trụ trì cái chùa đó, tối đó nằm mơ, thấy có rất là nhiều người kêu là đói lắm, chìa khóa không mà ăn không có được. Thì cái vị thầy trụ trì đó mới gọi điện cho hòa thượng sám chủ, mới thưa hòa thượng, bạch hòa thượng, không biết con nằm mơ như vậy là như thế nào. Hòa thượng nó phải rồi, tôi bỏ quên sâu chìa khóa. Cho nên khi lên ngồi đàn chẩn tế đó, tâm tôi vướng bận tới cái sâu chìa khóa. Thì làm gì có cái chuyện mà thất liệt biến tạp phương, làm gì có cái chuyện mà sắc hương mỹ vị biến hư không, làm gì có cái chuyện mà thức ăn này biến ra thành hàng hà sa số cho những chúng sanh đó ăn được. Tâm mình toàn là tưởng tới chìa khóa không. Cuối cùng phải lập lại một cái đàn tràng cầu siêu khác, cúng chẩn tiếp tục lần thứ hai để gọi là bù đắp, để chúng ta thấy được rằng cái thế giới mà của Hoa Nghiêm đó là một thế giới rất là đặc biệt. Đức Phật khai thị cho các vị Bồ Tát, tâm tạo ra tất cả các cảnh giới, tất cả các thứ, các pháp. Không có tâm thì không có tạo ra được một cái gì hết. Thí dụ cái bình bông này nó tồn tại là do mình có cái tâm, mình cảm nhận được hoa, mình thích hoa, mình thấy hoa, cho nên mình ghi nhận nó. Nhưng chúng ta không có tâm thì nó chục bình bông cũng không có lạ gì hết. Nó không tồn tại với mình. Giống như cái người đó mình thương thì xin lỗi cho họ đi từ xa là mình đã thấy rồi. Là chúng ta muốn là họ tới gần mình, nhưng mà cái người mà mình không có thích mà nó sáp sáp lại gần chúng ta bực ghê lắm. Chúng ta không muốn họ hiện hữu. Tất cả cái cảnh giới đó đều do tâm của chúng ta tạo ra cả. Thế giới này rất là đặc biệt. Cho nên cái người mà đi cúng cô hồn đó là phải hết sức là thành tâm tha thiết đọc tụng kinh chú với một cái tâm an định vững chãi.
Chứ nếu mà xen tạp vào những cái ý niệm buồn, vui, giận, ghét, thương thì rất là tội nghiệp cho cô hồn. Cô hồn nó không có hưởng được, không có đón nhận được. Tại vì chúng ta đang làm như một cái máy, chỉ mở ra hình thức thôi, chứ không có cái nội dung. Thì tất cả những điều này không có cần thiết, không có làm được. Thưa đại chúng, Ngài bất không tam tạng, xin lỗi, Ngài bất động tam tạng. Ngài lấy một cái bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm, dựa trên tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm để khai thị. Thì cái lời khai thị này rất là đặc biệt. Cho nên cái người mà truyền tải cái lời khai thị này phải nhất định nhiếp tâm và thành kính tha thiết. Chính vì thế chiều nay quý vị phải thực tập cho đúng. Nếu không cô hồn á kéo chân quý vị, có khiều móc quý vị. Nói chứ không có đâu, nó sẽ không có được nhận những cái điều mà chúng ta muốn truyền tới nó, tội nghiệp nó thôi. Sau khi khai thị xong thì chúng ta tiếp tục đọc một cái câu thần chú rất là đặc biệt. Câu thần chú đầu tiên nhất đó là câu thần chú phá địa ngục, án già ra đế gia ta bà ha. Câu thần chú này gọi là phá địa ngục chân ngôn. Thần chú là khỏi nói rồi, đây là lời của Phật mà. Cho nên muốn phá địa ngục này phải phá bằng cái gì? Địa ngục tạo ra bằng tâm thì cũng phá địa ngục bằng tâm, chứ không có thể dùng bom đạn đi phá địa ngục được. Phải phá địa ngục này bằng tâm thức. Tâm thức rất là mạnh. Cho nên khai thị cho những cô hồn này xong, lập tức đọc một cái câu thần chú, đó là thần chú phá địa ngục. Đang ở địa ngục thì phải tham gia vào cái việc phá địa ngục. Thì người thương của ta đang ở địa ngục thì ta phải phá địa ngục để đưa cái người ấy ra ngoài. Thì tất cả những cô hồn này chúng ta phải nghĩ rằng họ có cái mối quan hệ quyến thuộc với mình trong cái vòng sanh tử luân hồi. Mình phải thương họ, phải tội nghiệp họ, và mình phải phá cái cảnh giới mà đang giam nhốt họ, mà họ chịu đau khổ đó. Địa ngục không phải là chuyện của tương lai, nó là chuyện của hiện tại đó. Khi mà chúng ta rơi vào trong giận dữ, ganh tị, tuyệt vọng, tức có nghĩa rằng chúng ta đang bị những cái ngọn lửa của cái sự ganh tị, tuyệt vọng, hơn thua, hận thù nó đốt cháy mình. Nó làm cho chúng ta không có được yên. Chúng ta phải tìm cách thoát ra lập tức, và thoát bằng nẻo tâm của mình. Chính tâm đã làm ra địa ngục thì cũng chính tâm sẽ dừng lại địa ngục cho chúng ta. Tâm mở ra địa ngục và tâm cũng mở ra con đường để thoát khỏi địa ngục cho chúng ta. Cũng vậy, trong mối quan hệ giữa mình với một người thân trong gia đình, khi chúng ta không hài lòng về người đó, chúng ta biết rằng mình với người đó đang hợp tác tạo ra một quả ngục. Mình phải hiểu được vấn đề này. Nếu chúng ta không hiểu rõ được cái vấn đề mà mình và họ đã hợp tác tạo ra địa ngục, thì chắc chắn chúng ta không thể nào dừng được cảnh giới địa ngục đó. Mình cứ đổ thừa cho người khác là không thể nào chúng ta sẽ tạo ra được cái cảnh giới tịnh độ. Địa ngục ở ngay trong tâm ta. Thì thay vì chúng ta than vãn mình khổ sở trong địa ngục và mình đổ thừa cho một người khác đang xây dựng cảnh giới địa ngục đó, thì chúng ta phải hiểu ra được rằng chính chúng ta cũng góp phần xây dựng địa ngục đó. Người ta đã cảnh cáo nhưng mình cứ khăng khăng đi vô đó và nghĩ rằng có hướng đó mới có hạnh phúc. Cái không phải hạnh phúc mà chúng ta gọi là hạnh phúc, cái không phải là tự do mà chúng ta cứ lầm tưởng cho là tự do, thì
cái đó trong kinh gọi là vọng tưởng điên đảo. Tức là chúng ta hiểu sai, lộn ngược. Tức là cái cách hiểu của chúng ta là hiểu hoàn toàn sai và nó ngược lại. Do đó chúng ta phải biết cái cảnh giới địa ngục này, nơi tâm tạo ra, và chúng ta thành tâm tha thiết đọc cái câu thần chú phá địa ngục, thì lập tức cái người đó sẽ được ra khỏi địa ngục. Tiếp theo, chúng ta đã phá địa ngục rồi thì chúng ta đọc một câu thần chú gọi là Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn. Phổ là cùng khắp, triệu tức là gọi, thỉnh là mời, tức là gọi mời cùng khắp hết tất cả các cô hồn ở đâu cũng về đây hết. Ghê không? Mà là bản lĩnh lắm. Đối diện với một ông cô hồn thôi là muốn ná thở rồi, bây giờ là phải kêu gọi cô hồn đến. Nam mô bồ bồ đế rị già rị đa rị đát đa nga. Xin lỗi, Nam mô bồ bồ đế rị già rị đa rị đát tha nga đa gia. Đây là cái câu thần chú gọi là Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn. Tức là mình mời hết, không chừa ai, tất cả những chúng sanh đang đau khổ, tất cả những loài đang đau khổ, dù là ở trong địa ngục nào, chúng ta cũng mời hết, chúng ta thỉnh hết về đây để mình cúng dường cháo cơm thức ăn này, không phân biệt cô hồn sang, cô hồn nghèo, cô hồn đực, cô hồn cái gì hết á. Tức là không phân biệt chủng tánh của cô hồn, không phân biệt nỗi đau của cô hồn, không phân biệt cảnh giới của cô hồn. Tất cả những chúng sanh nào đang lâm vào cái hoàn cảnh đau khổ, những cô hồn đó chúng ta mời về hết, không có ngăn ngại họ. Cái không ngăn ngại đó, cái không kỳ thị đó, ở trong kinh gọi là vô già. Vô già tức là không ngại, không ngăn, không phân biệt, không tạo ra một trở lực nào cho bất kỳ ai. Chúng ta mở hết tất cả những cánh cửa để đón nhận họ, mời họ về. Thì như vậy một cái trai đàn, một cái cuộc chẩn tế đó, một cái buổi cúng thí đó, nó tạo trên cái nền tảng từ bi vô quái ngại, hay còn gọi là vô già, tức là không có chướng ngại bất kỳ một cái điều gì hết. Tất cả các cô hồn này đều bị kẹt trong tâm tưởng của mình bởi một cái nỗi oán hận nào đó, cho nên họ lúc nào cũng khởi lên cái sự bực bội, tức tối, sân hận, si mê và khổ sở. Và chính cái chỗ mà họ không thoát ra được, những cái quan khiên của họ, những cái uất ức của họ, đây là một cái điều mà khiến cho cảnh giới của họ càng ngày càng đau khổ hơn. Cho nên hành giả tiếp tục phải có trách nhiệm mở ra tất cả những mối quan khiên túc trái, những quán thù chất chứa, những hận, những hiềm khích, những hận thù ở trong lòng của cô hồn. Cho nên tiếp tục đọc một câu thần chú gọi là thần chú giải hoàn kiết án tam đà ra già đà ta bà ha. Chúng cô hồn nào nó cũng có những cái nỗi quan khiên của nó, uất ức của nó hết. Tại vì chính những cái sợi dây mà quan ức này nó cột chặt cô hồn ở trong cái cảnh giới đó, không thoát ra được, không cách nào mà cô hồn thoát ra được hết. Cho nên chúng ta phải mở cái dây cột này, không có còn trói chặt cô hồn nữa, cho nên những quan khiên, những túc trái không còn nữa. Thí dụ mình đang lái xe mình đi, tự nhiên cái thằng quỷ say rượu nó tông vô, làm cho mình bị bệnh, nằm một chỗ, gãy cái xương sống. Rồi vợ mình mất, rồi con mình mất, rồi bỏ lại mẹ già. Mình ức hiếp, mình bị oan ức không? Oan ức, khơi khơi ở đâu mà nó tông vô mình? Mình đang chạy đúng lề đường của mình đang chạy đúng cái luật, đúng cái len của mình, vậy mà nó tông vô tự nhiên vậy đó. Rồi bây giờ mình bơ vơ, không ai chăm sóc mình, rồi ngay cả cha mẹ mình già cũng không ai chăm sóc,
nào có vợ, có chồng, có con cái chia sẻ với nhau trong cuộc sống, tự nhiên bây giờ không còn ai, mình uất ức chứ. Mà hễ mình uất ức lên thì sao? Mình tức tối, mình giận cái anh say rượu đó, mình hận cái anh say rượu đó, mình rất là ghét. Hoặc giả là chúng ta đang là một lương dân bình thường, tự nhiên ở đâu có lệnh tới bắt mình, bắt giam cho đã mấy tháng trời, cả năm trời, bắt đầu cái cuối cùng xin lỗi mình là bắt nhầm, bắt quan. Những cái nỗi oan ức ở trong cái cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều. Và những cô hồn này nó chìm ở trong cái oan ức, thường nó chết mà không siêu thoát là nó oan ức. Do bị bế tắc cho nên tự tử chết, làm sao siêu thoát được. Trong lòng mình đầy những cái uất ức, hoặc giả là mình bị giết chết, bị người ta bức tử, bị người ta sát hại mình chết như vậy, lòng mình đầy những uất ức, cho nên làm sao mà siêu thoát được. Cho nên cảnh giới của cô hồn, cảnh giới của những chúng sanh này, nó đầy dậy những oan ức. Chúng ta mời họ lại rồi, chúng ta phải mở ra những cái oan ức cho họ. Không nên mà tiếp tục dại dột suy nghĩ về những cái oan ức đó, thì những sợi dây oan nghiệt kia đã cột vào bấy lâu nay giờ đã được mở ra. Câu thần chú này là mở ra tất cả những cái oan ức đó. Cho nên chúng ta tạo ra những nhân gì trong quá khứ để bây giờ chúng ta tiếp tục nhận lấy những cái oan khổ. Khi tạo ra những oan khổ cho người thì chúng ta thường không có biết. Thì bây giờ chính những cái sợi dây oan khổ đó nó trở lại, nó trói buộc chúng ta. Thì nỗi oan khổ này chưa kết thúc được, nó sẽ kéo thêm những cái nỗi oan khổ khác. Oan oan tương báo, bất kỳ một cái hành động nào, một lời nói nào hay một cử chỉ nào mà gây đau khổ cho người khác, lại tiếp tục đau khổ cho người khác nữa, thì nó sẽ đưa đến một cái quả báo rất là sòng phẳng, là trở lại trói cột lấy chúng ta, cột chặt lấy chúng ta. Cho nên bất kỳ một hành động, một cử chỉ, một lời nói nào, nó mà làm đau khổ ai thì nó sẽ có một cái tác dụng phản ngược lại, tự cột chặt lấy mình. Thông thường đó, mình ghét ai, mình hận ai, mình làm cho họ tơi tả te tua, làm cho họ phải nghe lên bờ xuống ruộng, mình mới vừa lòng, mình mới hả dạ, mình mới vui. Nhưng mà sai lầm. Cái đó chỉ thỏa mãn cái tâm sân hận mình thôi. Chứ chúng ta không có biết vô tình nó cột chặt chúng ta trong cái oan ức. Tại mình làm cho người khác khổ não, thì mình gieo một cái nhân tố xấu rồi, thì cái nhân tố đó nó trở thành một cái sợi dây, nó cột chặt chúng ta, nó làm cho chúng ta phải chịu khổ sở. Chứ đừng có nói mà thấy người ta tai nạn rồi mình vui. Cái đó là để thỏa mãn cái lòng hận thù sân hận của chúng ta một chút xíu thôi, chứ không có thể nào mà chúng ta tiếp tục hận thù bằng hận thù hết. Phải lấy từ bi để hóa giải hận thù. Hận thù mà diệt bằng hận thù thì cái đó chỉ cột chặt thêm những chập trùng của hận thù, những oan khiên túc trái. Đâu quý vị thấy sự xung đột các chủng tộc, đất nước này đất nước kia chiến tranh, đâu chấm dứt được. Cứ bên đây đòi trả thù bên kia đòi trả thù bên nọ, rồi hai bên cứ công kích nhau thì làm sao được. Dân tộc này dân tộc kia cứ hơn thua với nhau thì chiến tranh đâu có chấm dứt được. Cho nên Đức Phật dạy muốn chấm dứt những oan khổ phải dùng từ bi. Giải quyết oan khổ bằng oan khổ thì không thể nào kết thúc được. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Cho nên ông bà mình có câu đó: lấy ân báo quán, quán tiêu tan, lấy quán báo quán, quán thêm chập trùng. Mình lấy đức, lấy ân mình đi báo quán thì quán đó nó mới tiêu tan được.
Còn oán thù mà đổi lấy oán thù thì oán hận đó nó sẽ kéo dài bất tận. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, đó là lấy lòng từ bi, dùng ân đức để đền đáp cái ân oán, thì chúng ta mới có thể chấm dứt được. Thì cái câu thần chú này là cái câu thần chú để giúp cho tất cả các cô hồn vốn đang khổ sở vì oán thù nay mở ra được cái sợi dây quan kết oán thù đó.